Cái này Khmer nha bạn, cái này Khmer Việt. Khmer Việt thì nó ra cái đọt bình thường đó bạn. Còn như Khmer Thái thì cái đọt nó hơi đỏ hơn chút. Cái này cốt cành thì cũng tương đối bự nha. Còn cái mặt cắt chỗ này là chưa có liền đâu. Cái này cái hoành chỗ này khoảng 20 thôi. Còn cụm đế thì bự hơn. Đế khoảng hai mấy á. Đấy gần 30. Cái này được cái dàn xương. Mới làm lại nó phúng tược. Cái này gửi cây nha bạn, không gửi chậu nha. Mấy cái cốt này bạn thấy tôi cầm vô nè, nó cũng to rồi. Cái này bạn nuôi thêm thời gian nữa là nó cân xứng lại càng đẹp. Dàn xương cũng tương đối cứng rồi. Móc về vô chi vô nó rậm hơn chứ về chơi. Cái này cái hoành nhỏ nha bạn, cái mini này nha. Lớn hơn phun mini chút. Cái me nha bạn. Tìm cái này nha bạn ơi.